Ngọc Như cùng Tuấn Anh thay mặt những người thực hiện chương trình xin kính chào và rất cảm ơn quý khán giả, bà con đã lựa chọn chương trình để theo dõi. 365 ngày chuyển động hôm nay có những thông tin đáng quan tâm nào? Mời quý vị và bà con cùng điểm qua với chúng tôi. Mùa này bà con dùng nước lợ miền Tây nuôi cá bóng tượng nhận được nhiều niềm vui. Cá chép giòn đang là món ăn được nhiều người ưa chuộng. Cùng bật mí lý do vì sao cá chép giòn có thịt giòn dai thơm ngon như vậy. Thiếu nước sản xuất luôn là nỗi lo lớn nhất của bà con nông dân, ghi nhận tại Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng sẽ thấy rõ hơn điều này. Qua phản ánh còn thấy phía sau đó là nhiều điều đáng bàn. Thưa bà con, cá bống một loại cá thơm ngon và đã quá quen thuộc đối với người dân. Tuy nhiên nhắc đến loại cá bống tượng thì không phải ai cũng biết. Đây là loại cá nước ngọt có giá trị kinh tế rất cao. Trước kia chúng sinh sống trong tự nhiên nhiều, nhưng mà bây giờ được nuôi nhân tạo với mục đích làm kinh tế. Mùa này thì bà con dùng nước lợ ở Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang đầu tư nuôi loại cá này sẽ sống khỏe re. Ngoài cá bống tượng thì còn nhiều loại thủy sản cũng được giá không kém. Cá từ 1 con 1 ký trở lên hiện đang có giá 520.000 đồng 1 ký. Cá từ 700 đến 900 gram có giá 460.000 đồng 1 ký. Bà con nuôi cá bống tượng đang tất bật thu hoạch để bán được giá. Nhớ lại mùa trước, cá bống lợi nhất chỉ có hơn 200.000 đồng 1 ký. Bằng cách sàng lọc, bắt cá lớn, chừa cá nhỏ nuôi tiếp, dự kiến nhiều người sẽ có cá để thu hoạch trong thời gian tới. Nếu giá cả như hiện nay, mỗi ao tầm lớn có lời cả 100 triệu đồng. Còn với loại tôm, được mệnh danh là hung dữ nhất loài cũng đang hút hàng. Hiện giá tôm tích thương phẩm loại 4-5 con một ký được các thương lái thu mua với giá khoảng 1 triệu đồng một ký. Tôm tích có giá cao nên nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau đang đẩy mạnh phát triển mô hình nuôi tôm tích lồng. Chi phí đầu tư trung bình cho mỗi hộ chỉ khoảng 10 triệu đồng. Đáng lưu ý là nguồn tôm tích giống vẫn không đảm bảo bởi phụ thuộc hoàn toàn vào việc đánh bắt trong môi trường tự nhiên. Còn đối với mô hình nuôi sò huyết cũng đang cho lời cao đáng kể. Theo bà con miền Tây, trung bình một diện tích thả nuôi khoảng 5.000 m² với 300 kg sò giống. Sau 10 tháng thả nuôi thu lời trên 150 triệu đồng. Những nơi nào có độ mặn, cộng với thủy triều lên xuống mang phù sa nhiều sẽ giúp cho sò lớn nhanh, ít hao hụt. Hiện nay sò huyết thương phẩm được các thương lái thu mua với giá 140.000 đồng một ký, loại từ 20 đến 35 con một ký. Sò giống giá dao động 65.000 đến 70.000 đồng một ký. Nếu nói về cánh đồng lúa đang mùa thu hoạch rộ thì sẽ có rất là nhiều điều để nói về nó, đúng không chị Ngọc Như? Ví dụ như là sau gặt thì những bầy dịch chạy đồng xuất hiện và lúc này chuột đồng cũng trộn rộn tìm chỗ trú ngụ, là cơ hội để bà con mình thâu tóm được chúng. Vâng, và để chúng không thể thoát được thì bà con đã bao tròn máy gặt đập để mà khi máy hoạt động thì chuột đồng dù có chạy ra ở bất kỳ hướng nào thì cũng đều bị các tay săn chặn đường bắt giữ. Chuyên nghiệp hơn thì người dân còn có cả chó săn để đánh hơi. Mỗi khi chuột đồng bị động, chạy tán loạn là y như rằng có tiếng hò reo. Cùng sự nhanh nhẹn của các tay săn tung ra các hướng nhốn nhào theo đường chạy của chuột đã tạo nên một bức tranh quê đầy sinh động bên đồng ruộng với những người con miền Tây chân chất. Ngoài săn bắt bằng tay, người dân còn đào hang để bắt chuột đồng. Với cách làm này, mỗi người ít nhất cũng mang về cho mình vài ký chuột đồng một ngày. Được biết, tại các chợ, chuột đồng được bán với giá lúc này khoảng 30-40 ngàn đồng một ký. Với nghề tay trái bắt chuột đồng đã góp phần diệt được chuột, giảm nguy cơ phá hoại mùa màng cho bà con nông dân, giải quyết việc làm lúc nông nhàn, tăng thêm nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình. Sau đây là những mô hình mà bà con muốn làm giàu không thể làm ngơ được. Thưa quý vị và bà con, thời gian gần đây tại một số nhà hàng ở thành phố Hồ Chí Minh, nhiều thực khách đã rất là thích thú với các món ăn chế biến từ cá chép giòn. Hình thù cá chép giòn thì nó cũng chẳng khác gì cá chép mà chúng ta thường ngày vẫn ăn. Chỉ có một sự khác lạ là thịt của cá dai dai và sừng sịch. Hỏi thì nhiều người cho rằng đó là do giống, nhưng mà thật ra sự độc đáo của cá chép giòn lại nằm ở chính thức ăn của cá tạo nên. Vậy thì thức ăn gì đã tạo nên sự khác biệt đó thì mời bà con cùng theo dõi. Việc tiên phong là mô hình nuôi cá chép giòn đặc sản phục vụ thực khách đã giúp ông Lê Văn Dũng ở ấp Phú Thạnh A, xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp có thu nhập cao. Theo thống kê, bình quân mỗi tháng gia đình ông Dũng xuất bán ra thị trường trên 5 tấn cá chép giòn nhưng vẫn không đủ đáp ứng. Các thị trường chủ yếu như là thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Nai. So với cá tra, điêu hồng, cá rô phi thương phẩm thì nuôi cá chép giòn phục vụ thị trường nội địa có hiệu quả rất cao.
Trong khi cá tra hiện có giá bán từ 30 đến 32 ngàn đồng một ký, cá điều hồng từ 32 đến 35 ngàn đồng, thì cá chép giòn được thương lái xuống tận vùng nuôi của nông dân thu mua với giá từ 180 đến 200 ngàn đồng một ký, cao gấp nhiều lần. Những bí quyết gì để nuôi cá chép được giòn? Theo chia sẻ, cá chép giòn có thời gian sinh trưởng khoảng 8 tháng, giai đoạn 5 tháng đầu, cá được cho ăn bằng các loại thức ăn công nghiệp. Sau 5 tháng nuôi, cá đạt trọng lượng khoảng 1 ký một con. Người nuôi tuyển chọn những con cân đối đẹp để nuôi giòn riêng bằng cách là chỉ cho ăn hạt đậu tằm. Là loại giàu chất đạm, giàu tinh bột và ít chất béo nên sẽ giúp cho thịt cá dai và có độ giòn, ăn rất ngon. Sau 4 tháng nuôi giòn, cá đạt trọng lượng 2-2,5 ký một con. Trở lại với bè cá của ông Lê Văn Chủng, ông cho biết sau khi trừ các khoản chi phí về giống, thức ăn, khâu chăm sóc và một số chi phí khác thì mỗi năm ông có thể thu đến 3 tỷ đồng từ cá chép giòn. Dự định trong thời gian tới, ông sẽ tiếp tục nhân giống với hơn 100 cặp con giống bố mẹ để tiếp tục mở rộng mô hình, chuyển giao kỹ thuật. Cá chép giòn là đối tượng mới trong ngành nuôi trồng thủy sản đồng bằng sông Cửu Long. Bước đầu đã mang lại hiệu quả cho người nuôi vì giá trị thương phẩm rất cao. Nếu mà đem so với cá chép thường chỉ có giá 40.000 đồng một ký, thì nuôi cá chép giòn cho thu nhập cao gấp 4-5 lần. Nếu nói nuôi cá chép giòn là loại thủy sản mới xuất phát từ miền Tây chưa lâu thì Ba Gai cũng được ông Nguyễn Văn Khương ở huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đi đầu trong việc thuần dưỡng chúng thành công ở vùng đất có khí hậu đầy nắng gió này. Một điều đặc biệt mà loài thủy sản này đem lại cho người nuôi là chi phí thức ăn rất là ít. Một năm chỉ ăn 8 tháng và 4 tháng còn lại ngủ đông cho nên không tốn chi phí mua thức ăn. Lúc đầu ông mua một con giống của người dân tộc Thái bắt được ngoài sông Mã với giá hơn 600.000 đồng. Một thời gian sau, ông nhận thấy Ba Gai này sinh sôi nảy nở rất nhanh, nên ông tiếp tục mạnh dạn mở rộng mô hình ao nuôi lên hơn 2.000 con Ba Gai để cung ứng ra thị trường, bao gồm Ba sinh sản, Ba thương phẩm, Ba giống. Con mới nở bán với giá 150.000 đồng một con, còn những con Ba nuôi khoảng 2 tháng bán với giá 200.000 đồng một con. Trừ các dịch vụ chi phí chăm sóc, một gia đình thu nhập trên 600 triệu đồng. Tuấn Anh có biết không, người ta thường nói là nếu như ai một lần ăn sầu riêng đảo oai của tỉnh Lâm Đồng thì so sánh với những cái loại khác thì dường như là những loại kia chỉ giống giống sầu riêng thôi. Và điều này thì làm cho tôi nghĩ ngay đó là sầu riêng đảo oai là một loại trái cây cần được thưởng thức trong đời mình. Bởi vậy mà vì sao người trồng sầu riêng ở đây có thu nhập khủng trên 500 triệu đồng một năm. Những hộ thu nhập trên 1 tỷ đồng mỗi năm bây giờ cũng không hiếm. Nhiều vùng đất khó khổ nổi tiếng như là Sình Mây, Phước Trung bây giờ cũng đã giàu hoặc là rất giàu nhờ trồng sầu riêng. Thu hút nhiều người hơn cả là cuối năm rồi toàn huyện Đạ Oai đã cấp 13.000 tem chứng nhận nhãn hiệu sầu riêng Đạ Oai cho 25 tổ chức cá nhân sản xuất sầu riêng đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, mang lại giá trị tăng thêm cho loại trái cây đặc sản của vùng cửa ngõ phía Nam tỉnh Lâm Đồng từ 20-50%, bởi vì người dùng an tâm về chất lượng. Nhãn hiệu sầu riêng Đạ Oai được Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp cho Ủy ban Nhân dân huyện Đạ Oai từ đầu năm 2016. Sau 3 năm, nhãn hiệu chứng nhận độc quyền này đã dần phát huy hiệu quả thông qua các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương trong và ngoài tỉnh, kết nối cung cầu và gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Hiện nay trên địa bàn huyện Đạ Oai, trên 300 hectare diện tích trồng sầu riêng theo tiêu chuẩn Việt Gáp, trên tổng số 1.700 hectare sầu riêng kinh doanh, được ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại, mang lại năng suất cao, người nông dân thu lời từ 1 tỷ 300 triệu đến 1 tỷ 800 triệu đồng một năm. Ủy ban Nhân dân huyện Đạ Oai đã và đang triển khai kế hoạch nâng cao diện tích canh tác tiêu chuẩn Việt Gáp để phát huy có hiệu quả hơn nữa giá trị chứng nhận nhãn hiệu sầu riêng Đạ Oai. Còn đến huyện Đạ Tẻ, tỉnh Lâm Đồng những ngày này, tới đâu cũng thấy xanh mướt những vườn dâu, thấp thoáng bóng người nông dân miệt mài hái lá về chăm tằm. Đó là bởi nghề trồng dâu chăn tằm ở địa phương này giờ đã trở thành nghề chủ lực, có thu nhập lên tới hàng chục triệu đồng một tháng cho mỗi hộ ở vùng đất vốn còn nhiều gian khó này. Cũng từ nguồn vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân, nhiều bà con đã mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất truyền thống, biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi giống dâu thường sang giống dâu năng suất cao, kết hợp sử dụng hệ thống tưới tự động, sử dụng né gỗ thay cho né tre. Dự án trồng dâu nuôi tằm tại thị trấn Đạ Tẻ, huyện Đạ Tẻ ban đầu có 24 hộ dây thực hiện dự án. Các hộ đã thành lập tổ liên kết sản xuất trồng dâu nuôi tằm, đến nay tăng số thành viên lên 34 người với tổng diện tích trồng dâu 47 ha. Dự án giúp tăng năng suất và chất lượng kén tằm, giá kén dao động từ 95.000 đồng một ký mùa mưa và 160.000 đồng một ký mùa khô, góp phần tăng thu nhập hộ gia đình từ 8-10 triệu đồng một tháng.
Thưa quý khán giả và bà con, nhất nước nhị phân tam cần tứ giống. Ai cũng biết là nước luôn là yếu tố quan trọng đối với mỗi mùa vụ. Và nếu thiếu nước thì dù cho giống có tốt, dù cho người nông dân có cần cù cách mấy đi nữa, cũng không thể có một vụ mùa bội thu được. Vậy mà lúc này ngay thời điểm bước vào vụ mùa mới, nhưng bà con ở Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng chua xót nhìn ruộng đồng sơ sát, nguy cơ bỏ hoang rất là cao. Vì sao lại có tình trạng này thưa bà con? Đó là khi công trình hệ thống trạm bơm tại xã Đức Phổ và thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên do Trung tâm Quản lý Khai thác Công trình Thủy lợi Lâm Đồng làm chủ đầu tư, ì ạch thi công gần 3 năm nay, nhưng một số hạng mục công trình này vẫn chưa thể hoàn thành. Lúc đầu những tưởng sẽ giúp cho bà con ở đây có thêm động lực để mà sản xuất, giải quyết bài toán về nhu cầu nước tưới cho hàng trăm hecta lúa trên địa bàn. Vậy mà đến nay, nỗi lo thiếu nước sản xuất trong mùa khô của người dân vẫn không được cải thiện. Ghi nhận của phóng viên chương trình về tình hình này, mời bà con cùng theo dõi. Cuối năm 2016, trạm bơm xã Đức Phổ, huyện Cát Tiên được đầu tư nguồn kinh phí trên 8 tỷ đồng để thực hiện đầu tư, nâng cấp, tăng dung tích tưới, đáp ứng nguồn nước tưới cho gần 150 hectare lúa tại địa bàn xã Đức Phổ và vùng phụ cận. Theo dự kiến, công trình này sẽ hoàn thành trong thời gian 18 tháng. Tuy nhiên, sau gần 3 năm triển khai, đến nay công trình mới chỉ thực hiện được 70% hạng mục và đang bị tạm dừng gần một năm nay. Vào mùa khô thì bà con rất cần. Cho nên bây giờ mà cái trạm bơm này mà không hoạt động sớm thì nói chung bà con hết sức là khó khăn. Tại vì là cái diện tích mà đặc biệt là diện tích cái cây lúa nó cần nước rất nhiều. Mà trạm bơm ngưng 2 năm nay thì bà con cũng hết sức là khó khăn. Trong các cái cuộc họp cũng như các cái diễn đàn tiếp xúc cử tri thì bà con cũng đề nghị rất là nhiều, cũng mong là các cấp trên là quan tâm để rồi hoàn thành sớm cái công trình để rồi phục vụ cho bà con. Không chỉ riêng trạm bơm Đức Phổ, công trình trạm bơm Phù Mỹ cũng chung tình trạng, được đầu tư trên 5 tỷ đồng để nâng cấp phục vụ nguồn nước tưới cho một số diện tích của khu vực thị trấn Cát Tiên, nhưng đến nay nhiều hạng mục vẫn còn dở dang, nằm ngổn ngang, không được trông coi quản lý. Gia đình bà Nguyễn Thị Biên, thôn 2, có trên 1 hectare diện tích trồng lúa. Tuy nhiên do các trạm bơm không hoạt động nên thay vì sản xuất theo đúng niên vụ thì nay gia đình bà phải chuyển thời gian gieo xạ trước hơn 2 tháng để chủ động nguồn nước vào mùa khô. Điều này khiến cho năng suất lúa bị sụt giảm nghiêm trọng. Khó khăn mùa nước ghê lắm. Ăn nước trời nó khó khăn rồi. Cho mà mấy năm trước là nhờ trạm bơm. Cứ trạm bơm vậy là tháng 10 mình mới xạ xuống, rồi tháng giêng là mình mới thu. Lãi là nó đạt hơn. Còn đây là mới có tháng 8 là đã xả xuống rồi. Dù tháng 11 còn mình thu là nó thua năng suất rồi lắm. Ví dụ là tháng giêng mình gạch giải là một sào là được 7 tạ, mà đây là ăn nước trời là mình thu ở trong cái vụ 11 là ăn sào có 5 tạ thôi. Của chúng tôi làm đây thì giờ yêu cầu là có cái trạm bơm, yêu cầu nước thôi. Theo tìm hiểu của phóng viên, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng chậm tiến độ các công trình trên là do nguồn vốn được bố trí chậm. Bên cạnh đó, một số hạng mục quan trọng phải chờ đến thời điểm mùa khô, nước sông Đồng Nai xuống thấp, nhà thầu mới thi công được. Do đó, ảnh hưởng phần nào đến tiến độ của công trình. Đối với các công trình thủy lợi khác thì đang vận hành tương đối tốt. Đối với các cái trạm bơm Phú Mỹ và trạm bơm Đức Phổ thì không hoạt động được. Thì trước mắt thì huyện đã tập trung điều tiết nước cái hồ Đắc Lô, rồi chỉ đạo các xã là ưu tiên nước để điều tiết phục vụ cho cái diện tích mà hưởng cái nước trạm bơm của Đức Phổ và trạm bơm của Phú Mỹ. Hai là đối với cái nước sinh hoạt của nhân dân thì huyện cũng đã làm việc với nhà máy nước Gành Đá cũng như nhà máy nước của huyện để tăng cái công suất, tăng cái ngày, cái giờ phục vụ để phục vụ nước cho sinh hoạt cho bà con. Không có nước để gieo trồng đồng nghĩa với hàng trăm hecta diện tích sản xuất lúa và hoa màu của các hộ dân trên địa bàn xã Đức Phổ và vùng phụ cận của huyện Cát Tiên tiếp tục không thể sản xuất được và có nguy cơ bị bỏ hoang trong vụ mùa năm nay. Nội dung này cũng đã kết thúc bản tin 365 ngày chuyển động ngày hôm nay. Chúng tôi xin cảm ơn bà con và quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.